3 điểm vào chuẩn nên thả đấy. Mới tài khoản này chỉ có lúc tầm chỉ có hơn 200 đô đấy. Hồi chiều đấy. Mày rút về. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và dẫn chứng chứng minh thực tế vào trong thị trường để cho học viên và cùng mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tế này trên thị trường. Và bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, đánh giá rõ về các giá trị thực tế trên thị trường. Làm gì có cái chuyện thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài giao dịch thực chiến trên thị trường mà chỉ là những thằng sử dụng TradingView để phân tích về xu hướng nhất định trên thị trường, đưa ra chiến lược rồi gửi plan giao dịch rồi nói như đúng rồi điểm báo ra trên thị trường mà không chịu áp dụng thực tế giao dịch live thực tiễn trên thị trường và gì nhờ show full toàn bộ lịch sử thì xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị của kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng giao dịch và thực tế đó chỉ là những thằng mồm mõm trên thị trường. Giao dịch được thì phải chứng minh thực tế, giao dịch được thì phải có lịch sử giao dịch để kiểm chứng với các giá trị ở trên thị trường. Làm gì có cái chuyện mà giao dịch bằng mồm, đưa ra giá trị bằng mõm trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường mà người đứng ra chia sẻ đó là thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc bất kỳ một ai đang chia sẻ với nhà đầu tư rằng bản thân họ giao dịch thành công trên thị trường giao dịch Forex này thì bản thân họ đều phải chứng minh, dẫn chứng thực tế giống như tôi đã chia sẻ với nhà đầu tư. Giao dịch được thì phải dẫn chứng chứng minh, đó là chuyện hiển nhiên trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Còn giao dịch không được thì sẽ không có giá trị kiểm chứng ở trên thị trường. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Đó, thì các bạn có thể thấy rõ đấy, tôi vận dụng áp dụng trên thị trường tài khoản này lúc chiều tôi chỉ cầm có khoảng tầm hơn 200 đô. Nếu mà chúng ta đi lệnh đúng ở trên thị trường thì chúng ta sẽ tạo ra những cái lợi nhuận rất là cao và bản thân chúng ta cần phải trả giá cho những điều này và mọi giá trị tôi vận dụng áp dụng ở đều giao dịch thực tế trên thị trường và đó các bạn có thể thấy rõ. Cái này lúc hồi chiều thấy vào rồi lời gần 1.000 đô nhanh chưa đây Vũ Hồ đây em thấy đây anh cũng bảo mua này đấy chưa, bọn anh đi chung và bọn anh chia sẻ thực tế, bọn anh em phải là những người tự quyết, anh bọn anh chỉ dẫn chứng chứng minh thực tế thôi, kênh nào bọn anh cũng vào ấy chia sẻ, mà chia sẻ đây là bằng thực tế là mình có áp dụng thực tiễn hay không, đó mới là vấn đề. Rồi, và bản thân tôi chia sẻ cho anh em nhìn nhận nhé và mọi anh em sẽ tự đưa ra cho các bạn những giá trị khác nhau trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền tải sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường các bạn tìm hiểu. Mời nhà đầu tư theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại. Tôi sẽ có những cái hướng xử lý